Hàng mới nguyên thùng nha các bác, còn nguyên tem bảo hành của anh Duy. Anh Duy này ủy quyền qua cho em Duy rồi. Các bác mua hàng thì em điền ngày tháng năm bảo hành qua cho các bác. Hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ. Về em Duy thì bán giá sẽ bằng 2/3 của anh Duy. Đây, cặp này là cặp lưới, đây là căng của nó luôn các bác, chưa xài chưa mở luôn nha. Hai thùng đầy đủ full xốp, xốp bọc ni lông đầy đủ, xốp bảo hành. Đây là nhãn mát của nó đây nha các bác. Thì thôi em không nói về hình thức nữa, mà chúng ta chỉ bàn về cái giá nữa thôi. Em đang đánh với lại con Ampli Pioneer D8EX, mặc dù là chưa đủ lực để kéo cặp này, nhưng mà chất âm thì thôi, cũng là phải nói là tương rất là tương đối khá rồi. Các bác dùng Ampli lớn nữa thì kéo nó càng lớn ha. Em đang đánh nhạc mạng đây, YouTube đây, buổi trưa là phá làng phá xóm tí xíu. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh âm thanh Đặng Duy Audio. Xin chào các bác, hẹn gặp lại.